Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì mình mới vừa về một cái lô hàng rừng, gồm có hải yến nè, quế tháng 8, tam bảo sắc, hổ bì, với lại là cẩm gù trái tim ha. Hôm nay thì mình xin gửi các combo đến cho quý cô chú, anh chị và các bạn mình xem nha. Nếu cô chú, anh chị và các bạn xem thích thì có thể gọi trực tiếp qua mình số điện thoại là 0938 888 578, hoặc là mình có thể là comment trên kênh là Lan Rừng Cúc Cu nha quý vị nha. Ha. Rồi, bây giờ cái combo đầu tiên là mình xin chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn ha. Combo đầu tiên đây. Đó là hải yến. Combo đầu tiên là combo số 1 ha. Số 1 là 250k. Gồm 5 giò 250k là 5 giò hải yến nha các bạn nha. 5 giò hải yến, đây cũng vừa mới lên bông đây, và bám rất là chặt vô cái khúc gỗ đây. 5 giò 250k. 1, 2, 2 ha quý vị ha. Cây này là tới 2 thân luôn nè quý vị, 2 thân hải yến luôn nè. 2, rồi 3. Rồi, cây này cũng rất là to ha. 4 là 5, 6 ha. Cũng gần hơn cả chục, mười mấy cây, 12 cây hải yến nữa các bạn ha. Rồi combo đầu tiên là combo số 1 là 250k ha, cho 5 cây. Combo này là mình bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn những cái tỉnh khác thì tiền ship thì có chênh lệch 10.000, 20.000 gì đó thì cho mình thu hộ nha. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là mình bao ship luôn, hàng này mình bao ship. Combo số 1 250k ha, 250k. Combo số 2. Combo số 2 cũng là 250k nha các bạn, 250k. 250k. 250k thì nó gồm đây, một giò hải yến thì gồm có 3 thân đây ha. Đây quý vị, rất là đẹp ha, rất là tươi tốt luôn. Này nó cũng vừa mới ra hoa xong, một thân. Một khúc, hai khúc, ba, và đây bốn ha, và năm ha. Hải yến này bông rất là đẹp nha các bạn ha. Hải yến này bông cực kỳ đẹp luôn đó. Nếu mà các bạn nào mà trong vườn mình chưa có hải yến thì cũng nên lấy một combo về để mình sưu tầm nha. Hải yến đây là combo số 2 là 250k trên 5 khúc ha. 5 khúc nha cả nhà, 5 khúc. Rồi, combo số 3. Combo số 3 thì gồm một khúc hải yến nè, bám chặt luôn này, trên rừng mới về nha các bạn ha. Rừng mới chặt về luôn. Đó thì mình cũng đang kịp tay chim lên để mà sớm cho các bạn đem về các bạn trồng. Đây cũng là một cái khúc hải yến, 2 khúc, 3 khúc hải yến. Đây các bạn thấy mặt bông của nó này ha, bông nó rất là đẹp luôn. Và khi mình mua cái này về các bạn, mình có thể là đặt vô chậu, hoặc là có thể mình treo lên, mình có thể là trồng được rồi nha. Mình khỏi cần ghép vô giá thể luôn. Khúc thứ 3, khúc thứ 4, đây cũng hoài hải yến đây ha. Đây hải yến. Rồi khúc số 5. Đây. Rồi combo số 3 này. Combo số 3 này cũng là 250k nha cả nhà nha. 250k bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh, 250k bao ship. Rồi combo số 4 ha. Hôm nay thì mình có về hai cái cẩm gù lá nhỏ nha cả nhà. Cẩm gù này rất là hiếm nha. Cẩm gù này rất là hiếm luôn. Lộn, 3 khúc đằng cả nhà ơi ha, tới 3 khúc đằng chứ không phải là 2 khúc đâu. Đây nguyên cái chớn rất là to đây cả nhà. Nguyên cái chớn rất là to. Cái này về mình có cắt, có thể là mình cắt ra, mình có thể là trồng vô rất là nhiều. Ha, rất là nhiều luôn. Và cẩm gù trái tim hoặc là cẩm gù lá to thì nó nhiều ha. Cẩm gù lá nhỏ này lâu lâu mới có một lần nha cả nhà nha. Đây cẩm gù đây ha. Rồi nguyên cái ụ này gồm 3 khúc rất là to. Nguyên cái ụ này gồm 3 khúc rất là to luôn. Đây 3 khúc rất là to. Rồi combo số 4 này mình bán là chỉ có 250k nha. Rồi các bạn nhanh tay chốt hàng giùm mình nha, để hết hàng ha.
Nguyên combo số 4 này là 250k, bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà nha. Đây mình quay lại cho cả nhà xem. Rất là to luôn ha. Đây đây. Đây 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 đây. Rồi tới combo số 5. Rồi có quế ha, quế và giáng hương tam bảo sắc. Đây là combo số 5. Đây, combo số 5. Combo số 5. Đây. Gồm có hai cây quế rất là to nè cả nhà ha. Bám vô khúc gỗ rất là chặt. Này. Đây quế ha. Một cây. Cái này là hai cây, cái này là tam bảo sắc nha cả nhà nha. Hai cây tam bảo sắc. Rồi, một cây tam bảo sắc nữa đây. Rồi, cái này là quế ha, ba cây nữa nè. Đây nữa là 4 ha. Rồi nguyên cái combo số 5 này ha, nguyên cái combo số 5 này là mình chỉ cần bán 300k thôi ha, 300k combo số 5 bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà nha. Bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Combo số 5. Rồi combo số 6. Combo số 6 đây. Ha, rất là nhiều nha cả nhà ha, rất là nhiều luôn combo số 6. Rồi tầm có là một khúc đây ha. Hai khúc. Khúc số 2 này tới là 3 thân rồi nha cả nhà nha. Tới 3 thân rất là to luôn. Bám rễ rất là chặt vô giá thể đây. 3 khúc. Rồi, 4 khúc. 4 khúc nữa cả nhà ha. Rồi khúc số 4 này rất là to tới 5 6 7 thân luôn. 4 khúc. Ha, 4 khúc. Rồi, đây thêm một khúc nữa ha. Rồi đây một khúc quế nữa đây các bạn ha. Quế mặt bông nó cũng vừa mới ra ha đây. Rồi nguyên cái combo số 6 này ha. Nguyên cái combo số 6 này là 300k, mình bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên combo số 6 này nha, 300k bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên combo số 6. Rồi combo số 7 ha. Combo số 7. Combo số 7 thì nó đây. Nguyên combo số 7 đi cả nhà. Rất là nhiều luôn ha. Đó, một đống lan luôn. Nguyên combo số 7 gồm có quế và tam bảo sắc. Đây cả nhà thấy không? Hai cây quế nè, rất là đỉnh luôn. Rất là cao. À, to và rất là khỏe. Một nè. Hai khúc nè. Cái khúc này tới 4 5 cây rồi cả nhà. Ha, cái khúc này 4 5 cây chưa bao giờ mình thấy lan rẻ như bây giờ nha cả nhà ha, chưa bao giờ mình thấy lan rẻ như bây giờ luôn. Hai khúc nè. Ba khúc nè. Ha, khúc số 3 này tới 5 6 cây luôn nè quý vị. Khúc số 3 này tới 5 6 cây luôn. Ba khúc nè. Bốn khúc. Trời ơi, cái combo này quá rẻ luôn cả nhà ơi. Rồi, ha, khúc số 4 này cũng 4 5 thân luôn. Khúc số 5. Khúc số 5 này cũng 4 thân luôn cả nhà. À, nguyên cái combo số 7 này, đây một đống lan luôn, nó muốn full cái màn hình của mình luôn đây. Nguyên cái combo số 7 này mình chỉ có bán là 300k thôi ha. 300k luôn, về các bạn tha hồ các bạn trồng và sưu tầm là mình bao ship thành phố Hồ Chí Minh. Combo số 7 300k, nhanh tay lên chốt nha các bạn để hết nha. Rồi, 300k. Combo số 8. Combo số 8 thì hôm nay mình về một cái lô hải bì, hổ bì ha cả nhà. Một cái lô hổ bì rất là nhiều. Đây, hổ bì đây. Ha, một cái lô hổ bì rất là xanh tươi luôn, về chỉ cần treo lên trồng thôi nha các bạn. Hổ bì một thân. Một giò, đây một giò nữa nè các bạn. Ha, đây một giò nữa. Đây trên rừng vừa mới về luôn. Đó, hai giò. Đây một giò nữa là ba giò đây ha, rất là xanh tươi mơn mởn luôn. Bốn giò ha, đây nữa các bạn. Năm giò đây nữa nha. Rồi sáu giò đây đập nữa nè. Bảy giò ha, bảy giò hổ bì này cũng gần 20 thân nữa các quý vị ha. Bảy giò hải bì này một đống lan này luôn, mình sẽ bán là 500k. À, bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh. Combo số 8 hải bì hổ bì nha cả nhà. Hổ bì 500k trên 7 ủ nha.
số 7. Đó, đây là combo số 8 ha. Combo số 8 500k trên 7 cái thân hậu bì. Rồi hôm nay nhà vườn mình về chỉ có được bao nhiêu răng rừng nữa thôi á cả nhà ha. Cả nhà xem nếu mà yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp, nhanh tay liên hệ trực tiếp với lại shop qua số điện thoại 0938888578, hoặc là có thể là lên kênh Lan Rừng Cúc Cu để mình comment trên đó để mà shop biết comment và để lại số điện thoại nha. Để shop biết là liên hệ số điện thoại của mình và xin số địa chỉ để mà gửi hàng cho quý vị. Rồi mình quay lại một lần nữa cho cả nhà xem nha. Đây, combo hải bì. Đây, combo số 8, 500k là 7 cây. Rồi, combo số 7, 300k nha. Combo số 5 cũng là 300k nha. Combo số 5 300k. Combo số 6 cũng là 300k luôn. Combo số 6 cũng là 300k luôn. Combo số 4 là 250k ha. Đây combo số 4 250k. Combo số 1 là 250k luôn, bao ship ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Combo số 1. Combo số 2 cũng là 250k nha, Hải Yến. Ha, thân rất là khỏe, rất là chắc luôn nha cả nhà. Rồi combo số 3 cũng là 250k luôn nha cả nhà nha. Rồi ai nhanh tay thì chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp với mình ha. Rồi xin cảm ơn các bạn nha. Rồi.